Chiều nay ngày 24 tháng 11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Qua tổng hợp ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự án luật này, có 100 ý kiến thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội, nhất trí cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn và 10 ý kiến đề nghị quy định cụ thể tỷ lệ được phép. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, việc xây dựng luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan. Mục tiêu quan trọng nhất của quy định này là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phát triển, quản lý hạ tầng giao thông, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Về 10 ý kiến thể hiện quan điểm cho rằng cần có báo cáo đánh giá, tổng kết, cơ sở khoa học để đưa ra mức giới hạn thấp nhất thay vì cấm tuyệt đối, Đại tướng Tô Lâm cho rằng việc dự thảo luật quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là một trong những hành vi bị cấm nhằm bảo đảm sức khỏe người tham gia giao thông, tránh lạm dụng rượu bia, bảo vệ giống nòi, hạn chế tai nạn giao thông. Nội dung này cũng thống nhất với quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia. Cũng theo Bộ trưởng Công an, vừa qua, sau thời gian thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, các vụ tai nạn giao thông liên quan sử dụng rượu, bia đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ nghiên cứu, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng, đề nghị quy định tỷ lệ nồng độ cồn cụ thể, được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông để bảo đảm yêu cầu thực tiễn, có căn cứ khoa học và khả thi. Ngày 24 tháng 11, Cục Y tế Dự phòng, cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc tế, gọi tắt IHR, tại Việt Nam, Bộ Y tế đã liên hệ, trao đổi trực tiếp với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, WHO tại Việt Nam và cơ quan đầu mối thực hiện IHR Trung Quốc, đề nghị phối hợp, cung cấp các thông tin liên quan sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp và báo cáo các cụm bệnh viêm phổi ở trẻ em tại Trung Quốc. Đồng thời, Cục Y tế Dự phòng cũng đã có thư gửi đại diện WHO và văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, đề nghị cung cấp thông tin chính thức liên quan đến việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc. Theo đại diện Cục Y tế Dự phòng, đơn vị đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO, CDC Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế để cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc và đề xuất các biện pháp phòng chống dịch phù hợp để báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là, nhưng cũng không hoang mang, lo lắng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, các khuyến cáo phòng bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Trước đó, ngày 22 tháng 11, WHO chính thức yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp và báo cáo cung cấp bổ sung thông tin dịch tễ học, lâm sàng và kết quả xét nghiệm từ các chùm ca bệnh viêm phổi ở trẻ em nước này thông qua cơ chế IHR. Theo WHO, thời gian gần đây, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc có thông báo về sự gia tăng số trường hợp mắc các bệnh về đường hô hấp tại Trung Quốc và nhận định nguyên nhân là do việc dỡ bỏ các chính sách hạn chế liên quan đến COVID-19 và sự lây lan của các mầm bệnh đường hô hấp như cúm, vi khuẩn gây viêm phổi phổ biến ở trẻ em, virus hợp bào hô hấp và virus SARS-CoV-2. Đặc biệt, mới đây, chương trình theo dõi các bệnh mới nổi có thông báo về các chùm ca bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em xảy ra tại miền Bắc Trung Quốc. Hiện chưa xác định được mối liên quan giữa các chùm ca bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em này với tình trạng gia tăng số trường hợp mắc các bệnh về đường hô hấp tại Trung Quốc nêu trên. Sáng ngày 24 tháng 11, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04, Bộ Công an tổ chức lễ đón thư khen của Thủ tướng Chính phủ và thông tin một số vụ án ma túy trọng điểm. Theo đó, đầu tháng 8 năm 2023, qua kênh hợp tác quốc tế, Đài Loan, Trung Quốc cung cấp nguồn tin có hai đối tượng người Đài Loan sang Việt Nam có ý định lợi dụng tàu đánh cá buôn lậu hàng hóa nghi là ma túy, vận chuyển từ Việt Nam đi nước ngoài tiêu thụ qua tuyến đường biển. Đầu tháng 9 năm 2023, 6 đối tượng trong đường dây nhập cảnh vào Việt Nam, đặt khách sạn, thuê xe, phiên dịch, thuê kho và mua 100 tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Ngày 20 tháng 9, hai đối tượng chính điều hành đường dây nhập cảnh vào Việt Nam. Ngay sau đó, các đối tượng di chuyển đến kho hàng tại Hải Phòng và chỉ đạo bốc dỡ các bao tải chứa ma túy cất giấu trong kho xi măng. Sáng ngày 22 tháng 9, C04 chủ trì phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Viện Khoa học Hình sự, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Vụ 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đồng loạt bắt các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp các kho hàng. Tại kho hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Phát, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng thu giữ 30 bao tải không nhãn mác, mỗi bao khối lượng 25 kg, kết quả giám định 30 bao chứa ketamin, tổng khối lượng 750 kg. Ban chuyên án bắt giữ Lưu Chí Hoài, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đối tượng cầm đầu đường dây. Mở rộng vụ án, ngày 24 tháng 9 tại Hà Tĩnh, C04 phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Phạm Duy Khánh, 35 tuổi ở Hà Tĩnh, tài xế xe khách. Khánh được thuê chở các bao tải chứa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Khám xét xe, lực lượng chức năng thu giữ 22 bao tải, được giấu trong bình xăng giả và giường nằm của khách, cùng chủng loại với 30 bao tải thu giữ tại Hải Phòng. Kết quả giám định 22 bao là ma túy ketamin, khối lượng 550 kg. Theo tính toán, sau khi nhận 22 bao ketamin, các đối tượng sẽ cất giấu 52 bao chứa 1,3 tấn ketamin lẫn trong các bao xi măng, vận chuyển bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, Lưu Chí Hoài khai nhận cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài, sau đó lợi dụng mua hóa chất, tiền chất ma túy để sản xuất ma túy tổng hợp. Ma túy thành phẩm được vận chuyển về Việt Nam qua tuyến đường bộ tập kết ở Thái Bình, sau đó đưa về Hải Phòng để xuất đi nước thứ ba. C04 đã triệt xóa đường dây sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can tại Việt Nam. Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước tới nay, nhưng do liên quan tới nhiều bên, số lượng cụ thể chưa công bố. Ngày 24 tháng 11, bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, một người đàn ông 35 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình, được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, trong tình trạng đau đầu, mất thị lực, dịch chảy nhiều ở mũi, họng. Theo người nhà, khoảng 5 tháng trước, trong lúc nhậu, bệnh nhân có xảy ra xô xát với người khác gây thương tích và được đưa đi cấp cứu nhưng không phát hiện bất thường ở vùng mũi, chỉ điều trị nội khoa sau đó về nhà. Gần đây, anh thấy ngứa ở mũi nên dùng nhíp để gắp dị vật, thì bất ngờ phát hiện dị vật lớn bên trong là đôi đũa. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tình trạng tràn khí nội sọ. Sau khi tiến hành hội chẩn, đội ngũ y tế quyết định phẫu thuật nội soi qua mũi, kết hợp vi phẫu đóng kín lỗ rò sọ não cho bệnh nhân. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, tiếp tục được điều trị phục hồi chờ xuất viện. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 24 tháng 11, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 đến 6 mét. Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 đến 5 mét. Vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển khu vực Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vùng biển phía Nam của Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến 8. Cảnh báo, ngày và đêm ngày 25 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến 9, sóng biển cao 2 đến 5 mét, biển động mạnh.